Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với tiết học môn vật lý lớp 9 do cô phụ trách. Giới thiệu các em, cô tên là Phương Anh, hiện đang giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Khánh Hậu, thành phố Tân An. Các em thân mến, cùng với sự phát triển của xã hội thì chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao, hiện đại hơn, tiện nghi hơn. Và góp phần cho sự hiện đại tiện nghi đó không thể không kể đến vai trò của các dụng cụ tiêu thụ điện. Dòng điện có thể làm cho các dụng cụ tiêu thụ điện hoạt động. Vậy năng lượng của dòng điện được gọi là gì? Hay khi nhìn các hình ảnh này? Có khi nào các em băn khoăn tự hỏi tại sao các dụng cụ điện lại hoạt động mạnh, yếu khác nhau hay không? Để trả lời những câu hỏi trên, cô mời các em đi vào chủ đề 4 của chương trình vật lý lớp 9, chủ đề được mang tên Điện năng, công suất điện. Trong chủ đề này, các em sẽ đi qua hai phần lớn là A. Kiến thức, B. Luyện tập và vận dụng. Trong phần kiến thức, các em sẽ tìm hiểu điện năng, công suất định mức của các dụng cụ điện, công thức tính công suất và công của dòng điện. Trong phần B, chúng ta sẽ đi qua hai phần là luyện tập và vận dụng. Bây giờ chúng ta đi vào phần 1 la mã điện năng. Quan sát các dụng cụ điện sau, tìm hiểu để trả lời vì sao dòng điện có mang năng lượng. Khi các dụng cụ điện này hoạt động, dòng điện thực hiện công cơ học khi đi qua quạt điện, máy bơm nước, máy khoan. Dòng điện sẽ cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của nồi cơm điện, bàn ủi, mỏ hàn điện. Vì vậy, người ta nói dòng điện có năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của các vật. Và năng lượng của dòng điện thì được gọi là điện năng, ký hiệu là A. Vậy thì chúng ta giải quyết được câu hỏi đầu tiên đặt ra trong phần mở bài, phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sự chuyển hóa điện năng khi các dụng cụ điện hoạt động. Chúng ta quan sát bảng 1 trang 37 sách giáo khoa. Khi bóng đèn dây tóc hoạt động các em, điện năng sẽ được chuyển hóa thành nhiệt năng. Khi đèn led hoạt động, điện năng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng và nhiệt năng. Năng lượng ánh sáng còn được gọi tên là quang năng. Khi nồi cơm điện, bàn làm hoạt động, điện năng sẽ được biến đổi thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. Tuy nhiên, cái phần năng lượng ánh sáng này rất ít, không đáng kể, nên ta coi nồi cơm điện, bàn là biến đổi điện năng thành nhiệt năng. Đối với quạt điện, máy bơm nước, khi hoạt động nó sẽ chuyển hóa điện năng thành cơ năng và nhiệt năng, vân vân. Như vậy các em, khi các dụng cụ điện hoạt động, điện năng có thể được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng hay là quang năng. Bây giờ chúng ta xét cụ thể đối với cái quạt này. Khi quạt hoạt động, tổng lượng điện năng mà nó tiêu thụ được gọi là điện năng toàn phần, ký hiệu là ATP. Khi quạt hoạt động, phần lớn điện năng toàn phần này sẽ được chuyển thành cơ năng, là phần làm cánh quạt quay. Nên phần điện năng mà chuyển thành cơ năng được gọi là điện năng có ích. Phần còn lại sẽ được chuyển thành nhiệt năng, là phần làm quạt nóng lên. Đây là phần chúng ta không mong muốn, nên phần điện năng chuyển thành nhiệt năng được gọi là điện năng hao phí. Ta luôn có A toàn phần bằng A ít cộng A hao phí. Như vậy các em, đối với một dụng cụ điện đó, khi nó hoạt động mà tổng lượng điện năng nó tiêu thụ chuyển hóa thành phần có ích càng nhiều, thì cái dụng cụ điện đó sẽ hoạt động với hiệu suất càng cao. Nên ta có tỷ số giữa phần điện năng có ích với phần điện năng toàn phần, gọi là hiệu suất của dụng cụ điện. Công thức tính hiệu suất là H bằng A ít chia A toàn phần nhân 100%. Đây là cái phần giải thích của cái công thức tính hiệu suất. Các em biết đó, như vậy thì A ít luôn nhỏ hơn A toàn phần, nên tỷ số A ít chia A toàn phần này luôn nhỏ hơn 1, và hiệu suất của một dụng cụ điện thì luôn nhỏ hơn 100%. Được chưa các em? Như vậy thì khi một dụng cụ điện hoạt động thì tổng lượng điện năng mà nó tiêu thụ được gọi là gì? Chúng ta sang phần 3 nhỏ, công của dòng điện. Công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Vậy thì các em đã biết rồi, điện năng ký hiệu là A, mà công của dòng điện là lượng điện năng tiêu thụ, nên công của dòng điện cũng được ký hiệu là A.
Bây giờ cô mời các em quan sát đoạn video sau đây. Cô giới thiệu với các em mạch điện gồm có hai bóng đèn cùng được mắc vào ổ lấy điện ở gia đình. Trên đèn thứ nhất có ghi 220V 40W và trên đèn thứ hai có ghi 220V 75W. Bây giờ ta cùng quan sát và so sánh độ sáng của hai đèn. Ta thấy đèn có ghi 75W sáng mạnh hơn so với đèn có ghi 40W. Vậy thì hai đèn này có cùng hiệu điện thế ghi trên đèn, cùng được mắc chung vào một nguồn điện, tại sao chúng lại sáng mạnh, yếu khác nhau? Rồi, để trả lời câu hỏi nêu ra, cô mời các em sang phần 2 La Mã, công suất định mức của các dụng cụ điện. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, số volt và số watt trên các dụng cụ điện. Các em quan sát các dụng cụ tiêu thụ điện sau đây. Trên vỏ của các dụng cụ điện đều có ghi số volt và số watt. Như các em đã biết đó, volt là đơn vị của hiệu điện thế, còn watt là đơn vị của công suất. Như vậy, số volt ghi trên dụng cụ điện cho ta biết hiệu điện thế định mức, còn số watt ghi trên dụng cụ điện cho ta biết công suất định mức của dụng cụ đó. Được chưa nào? Khi em sử dụng một dụng cụ điện ở hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức thì nó sẽ hoạt động bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của số watt ghi trên mỗi dụng cụ điện. Ở các dụng cụ điện này, giả sử bây giờ cô xét đối với cái quạt trên nó có ghi là 220V 40W. Tức là quạt này có hiệu điện thế định mức là 220V và công suất định mức là 40W. Khi chúng ta mua quạt này về và sử dụng nó ở hiệu điện thế bằng 220V, nghĩa là bằng hiệu điện thế định mức á, thì quạt này nó sẽ hoạt động bình thường và lúc đó nó sẽ tiêu thụ một công suất bằng công suất định mức là 40W. Như vậy thì cái số watt ghi trên dụng cụ điện là cái công suất định mức của dụng cụ đó. Và công suất định mức sẽ cho em biết công suất mà dụng cụ đó tiêu thụ khi nó hoạt động bình thường. Nghĩa là khi em mắc một dụng cụ điện vào hiệu điện thế không bằng hiệu điện thế định mức thì nó sẽ không hoạt động bình thường. Vậy bây giờ chúng ta quan sát các cái thiết bị điện này. Ví dụ so sánh giữa hai loại đèn này thì em sẽ thấy cái đèn có công suất 60W nó sáng rất mạnh hơn so với đèn có công suất 9W. Hoặc là so sánh giữa hai loại quạt thì quạt có công suất 200W sẽ hoạt động mạnh hơn so với quạt có công suất 40W. Này là trên thực tế các em biết. Không chỉ đối với cái dụng cụ điện này mà tất cả các dụng cụ điện khác đều có quy ước như thế. Tức là trên một dụng cụ điện, số watt trên nó càng lớn thì nó sẽ hoạt động càng mạnh và ngược lại. Được chưa nè? Đây, các em quan sát cái hình ảnh mà chúng ta quan sát trong video lúc nãy. Cái bóng đèn trên nó có công suất 75W sẽ sáng mạnh hơn so với bóng đèn trên nó có công suất là 40W. Như vậy chúng ta trả lời được vấn đề đặt ra ở đầu bài ha các em. Các cái dụng cụ điện nó hoạt động mạnh yếu khác nhau là do số watt của nó khác nhau. Đây là công suất của một số dụng cụ điện thường dùng. Bản này có trong sách giáo khoa, các em ở nhà đọc sách và tìm hiểu thêm. Khi một dụng cụ điện hoạt động thì công suất của nó được tính như thế nào? Cô mời các em sang phần 3 La Mã, công thức tính công suất và công của dòng điện. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, công thức tính công suất điện. Thí nghiệm. Trong phần thí nghiệm, các em sẽ làm thí nghiệm với các thiết bị điện sau đây. Hai bóng đèn, đèn 1 có ghi 6V 5W, đèn 2 có ghi 6V 3W. Và một mạch điện trên nó gồm có nguồn điện, biến trở, ampe kế, volt kế, dây dẫn nối các thiết bị điện lại với nhau. Hiện giờ mạch điện đang mắc đèn 1 6V 5W. Và một bảng số liệu ghi lại kết quả của thí nghiệm. Trên bảng số liệu này em đã thể hiện các giá trị định mức của hai đèn. Các em chú ý nha, nhiệm vụ của chúng ta làm thí nghiệm này là để tìm ra công thức tính công suất điện. Như vậy khi làm thí nghiệm, khi đóng mạch điện rồi, các em sẽ di chuyển con chạy của biến trở sao cho volt kế chỉ 6V, tức là hiệu điện thế sử dụng của đèn bằng với hiệu điện thế định mức của nó. Tương ứng lúc đó các em sẽ nhìn sang ampe kế coi nó chỉ giá trị bao nhiêu. Chúng ta sẽ ghi vào cột cường độ dòng điện đo được.
Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành cái cột tích UI, tức là lấy hiệu điện thế nhân cường độ dòng điện ra kết quả ghi ở đây. So sánh kết quả này với công suất B. Làm tương tự cho đèn 2, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm. Theo quan sát, khi đèn sáng, chúng ta sẽ di chuyển con chạy của biến trở để con kế chỉ 6V. Khi đó tương ứng em thấy ampe kế chỉ 0,82A. Rồi, chúng ta ghi vào bảng kết quả. Tính tích U nhân Y, tức là lấy 6 nhân 0,82, ta được 4,92, nghĩa là gần bằng 5. Làm tương tự cho đèn 2. Chúng ta cũng đi tính tích U nhân Y được 3,06, là gần bằng 3. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích bảng số liệu. Các em có, chúng ta lấy 6 nhân 0,82 nghĩa là lấy U nhân Y, nó gần bằng 5, có nghĩa là gần bằng B. Vậy ta có B bằng U nhân Y. Tương tự đối với đèn 2, ta cũng thu được B bằng U nhân Y. Và người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau với các thiết bị điện khác nhau đều thu được kết quả tương tự. Tức là công suất của một đoạn mạch sẽ bằng tích hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đó với cường độ dòng điện qua nó, B bằng U nhân Y. Ta có nè, B bằng U nhân Y mà theo hệ thức suy ra của định lực ôm, U thì bằng Y nhân R. Chúng ta thay vào, được B bằng Y nhân R nhân Y. Vậy B bằng Y bình phương nhân R là công thức thứ hai để tính công suất. Nhiệm vụ các em ở nhà chứng minh tương tự để được công thức thứ ba tính công suất là B bằng U bình phương chia R. Đây là giải thích các đại lượng trong công thức. Như vậy, khi hiệu điện thế tính bằng volt, cường độ dòng điện tính bằng ampere, công suất tính bằng watt, ta có 1W bằng 1V nhân 1A. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu công thức tính công của dòng điện. Các em nhớ lại cho cô công thức tính công suất đã học ở lớp 8. Ta có B thì bằng A chia cho T. Suy ra A thì bằng B nhân T. Mà B thì bằng U nhân Y bằng Y bình phương nhân R bằng U bình phương chia R. Nên ta dễ dàng suy ra được công thức tính công của dòng điện là A bằng B nhân T bằng U nhân Y nhân T bằng Y bình phương nhân R nhân T và bằng U bình phương chia R nhân T. Như vậy thì trong một cái công thức nó có nhiều công thức tính như thế này, thì khi cái bài tập cho chúng ta có các đại lượng mà chúng ta sử dụng được công thức nào thì mình sẽ sử dụng công thức đó. Trong phần giải thích thì cô chỉ giải thích các đại lượng bổ sung theo công thức tính công suất là A là công của dòng điện, đơn vị tính là joule, và T là thời gian, đơn vị tính là giây. Vậy thì đơn vị công của dòng điện là joule. Ta có 1 joule sẽ bằng 1 watt nhân 1 giây, hay là bằng 1 volt nhân 1 ampere 1 giây. Ngoài ra các em, công của dòng điện còn có đơn vị là kWh. Như vậy thì chuyển đổi qua lại từ kWh về joule, tức là chuyển từ kWh về watt giây. Ta có 1 kW thì bằng 1.000 watt, 1 giờ bằng 3.600 giây. Vậy thì watt nhân giây chính là joule. Rồi, 1.000 nhân 3.600 ta được 3.600.000 joule. Như vậy, 1 kWh sẽ bằng 3,6 nhân 10 mũ 6 joule. Như các em đã biết đó, cường độ dòng điện thì được đo bằng ampe kế, hiệu điện thế thì được đo bằng volt kế. Như vậy, công của dòng điện được đo bằng dụng cụ gì? Chúng ta sang phần 3 nhỏ, đo công của dòng điện. Để đo công của dòng điện, người ta dùng công tơ điện. Giới thiệu với các em, đây là công tơ điện cơ và đây là công tơ điện điện tử. Thì trên các công tơ điện này đều có đơn vị đo là kWh. Nghĩa là khi số đếm của công tơ điện nó tăng thêm một số
thì tương ứng với lượng điện năng đã sử dụng là 1 kWh. Và số đếm của công tơ điện được ký hiệu là chữ N. Hả các em? Bây giờ các em quan sát bảng 2 trang 39 sách giáo khoa. Đây là bảng ghi lại số đếm công tơ khi sử dụng của một số dụng cụ điện. Các em về nhà tìm hiểu. Ở đây cô xét đối với cái bóng đèn. Trên cái bóng đèn này, số đếm công tơ tăng thêm 0,3 số thì mình ghi ra đây ha. Nó sẽ được tính bằng cách lấy 0,1 kW này, nhân cho 3 giờ là thời gian sử dụng. Chính là B nhân T thì bằng A. Vậy hàng tháng các em chúng ta trả tiền điện là trả tiền điện theo số đếm của công tơ nè. Tức là số đếm của công tơ sẽ phụ thuộc vào công suất sử dụng và thời gian sử dụng. Như vậy thì để tiết kiệm tiền điện năng sử dụng nha, thì chúng ta sẽ sử dụng dụng cụ điện có công suất thích hợp và chỉ sử dụng trong thời gian cần thiết thôi. Nói như vậy không có nghĩa là bạn nào nói là nhà em có điều kiện rồi em không băn khoăn tới cái tiền điện sử dụng là không đúng hả em. Chúng ta phải có ý thức sử dụng tiết kiệm điện năng để dành cái phần điện năng còn lại cho những vùng không thuận lợi hoặc là dành cho sản xuất, phát triển kinh tế của đất nước. Vậy, cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong kiến thức cơ bản của chủ đề 4, điện năng công suất điện. Thì sau khi học xong chủ đề này, các em sẽ trả lời được câu hỏi vì sao nói dòng điện có năng lượng, rồi nêu được sự chuyển hóa năng lượng khi dụng cụ điện hoạt động, hiểu được ý nghĩa của số volt, số watt ghi trên dụng cụ điện, rồi dụng cụ đo công của dòng điện là gì, vân vân. Đặc biệt là các em phải có ý thức sử dụng tiết kiệm điện năng và nắm chắc các công thức đang thể hiện trên màn hình để chúng ta vận dụng làm bài tập. Bây giờ chúng ta sang phần B nhỏ, luyện tập vận dụng. Một là mã luyện tập. Bài làm luyện tập thứ nhất. Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây? A. Ampe kế. B. Công tơ điện. C. Volt kế. D. Đồng hồ đo điện đa năng. Vậy chúng ta dễ dàng xác định được công tơ điện chính là dụng cụ đo điện năng sử dụng. Đáp án B. Chúng ta sang bài 2. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của điện năng? A. Volt. B. Joule. C. kWh. D. Số đếm công tơ điện. Chúng ta biết rồi, volt là đơn vị của hiệu điện thế nên nó không phải là đơn vị của điện năng. Câu C7 trang 36 sách giáo khoa. Khi mắc đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua nó có cường độ 0,4A. Tính công suất điện của đèn và điện trở của đèn khi đó. Đầu tiên là chúng ta tóm tắt bài toán. Hiệu điện thế 12V thì mình ghi U là 12V ha. Cường độ dòng điện 0,4 là Y 0,4. Dưới đây mình thể hiện các cái yêu cầu của đề bài. Vậy thì áp dụng công thức, chúng ta dễ dàng tính được công suất của bóng đèn. B bằng U nhân Y. Các em thay số theo thứ tự. U là 12V, Y là 0,4A. Chúng ta được công suất của đèn là 4,8W. Chúng ta tính điện trở của bóng đèn được là 30 ôm. Nhớ ghi đơn vị hả các em. Chúng ta sang câu C8 trang 39 sách giáo khoa. Một bếp điện hoạt động trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Khi đó số chỉ của công tơ tăng thêm 1,5 số. Tính điện năng bếp sử dụng, công suất của bếp và cường độ dòng điện qua bếp trong thời gian trên. Vậy thì chúng ta tương tự cũng tóm tắt. Ở đây cô chỉ lưu ý các em là khi số chỉ công tơ tăng thêm 1,5 số, chúng ta sẽ tóm tắt là N bằng 1,5 số. Rồi mình thể hiện các yêu cầu của đề bài. Rồi chúng ta đi tìm điện năng mà bếp sử dụng. Chúng ta dễ dàng thấy được khi số chỉ công tơ tăng thêm 1,5 số tương ứng với lượng điện năng sử dụng là 1,5 kWh. Được chưa nào? Mình đi tính công suất của bếp điện áp dụng công thức B bằng A chia T bằng 1,5 kWh chia 2 giờ. Đó. Vậy thì chúng ta còn lại là 0,75 kW là công suất của bếp điện. Và đổi về watt là 750W. Cường độ dòng điện chạy qua bếp. Chúng ta tính được cường độ dòng điện gần bằng 3,41 A.
Bây giờ chúng ta sang phần hai la mã vận dụng. Bài tập thứ nhất. Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 12V 0.6W vào hai điểm của nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 9V. Rồi coi như điện trở của dây tóc bóng đèn thay đổi không đáng kể. Nêu ý nghĩa số ghi trên đèn, tính công suất của đèn khi đó. Khi làm bài tập thì cái phần tóm tắt giá trị định mức thì em sẽ ghi như thế này: U định mức, B định mức, được chưa nào? Còn khi mắc vào hiệu điện thế thực tế thì chúng ta ghi là U. Câu A, ý nghĩa số ghi trên đèn. Vậy thì số ghi trên đèn cho ta biết hiệu điện thế định mức của nó là 12V và công suất định mức của nó là 0.6W. Hoặc là các em cũng có thể thể hiện theo cách này. Khi đèn được mắc vào hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức là 12V thì nó sẽ sáng bình thường và công suất tiêu thụ của đèn lúc đó là 0.6W, nó bằng với công suất định mức. Được chưa nào? Chúng ta sang câu B. Tính công suất của bóng đèn. Các em thấy là bóng đèn này sẽ có điện trở không thay đổi hoặc thay đổi rất ít. Các dụng cụ điện khác đều như vậy ha, mình đã học rồi. Cho nên đầu tiên con sẽ đi tính điện trở của đèn được 240 ohm. Dùng điện trở này để tính công suất của đèn khi mắc vào hiệu điện thế 9V, ta được 0.34W. Các em thấy nè. Bây giờ công suất của đèn khi mắc vào hiệu điện thế 9V là 0.34W, nó khác 0.6W, tức là khác công suất định mức. Vậy thì qua bài toán này cô muốn nói với các em như thế này. Khi em sử dụng một dụng cụ điện ở hiệu điện thế không bằng hiệu điện thế định mức thì cái công suất nó đạt được không bằng công suất định mức, tức là nó không hoạt động bình thường. Vậy thì em sử dụng dụng cụ điện như vậy ở thời gian dài thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của dụng cụ điện. Nha. Như vậy thì ở nhà chúng ta nên có một cái ổn áp để ổn định hiệu điện thế để sử dụng dụng cụ điện được lâu bền ha các em. Ở cái bài toán này có bạn nào làm câu B theo cách này hay không? Các em sẽ dùng giá trị định mức trên đèn để tính Y định mức. Rồi thay Y định mức vào B bằng UI là lấy 9 nhân 0.05 được 0.45W. Các em thấy hai kết quả này nó khác nhau nè. Cái cách dưới này là không đúng nha các em, nó sai chỗ nào? Y định mức bằng 0.05A khi đèn được mắc vào hiệu điện thế 12V. Còn bây giờ em đem đèn mắc vào hiệu điện thế 9V thì cường độ dòng điện qua nó không phải là 0.05 nữa. Cho nên em thay vô như thế này là sai. Các em lưu ý chỗ này ha. Chúng ta sang bài tập số 2, là bài tập cuối cùng trong phần vận dụng. Cho mạch điện có R1, R2 mắc nối tiếp với 1A kế, mắc vào nguồn điện AB không đổi có hiệu điện thế 9V. A. Tìm số chỉ A kế. B. Tính công suất của mạch điện và điện năng mà mạch tiêu thụ trong 15 phút. Thay điện trở R1 và R2 bằng một dây dẫn sao cho số chỉ của A kế vẫn như cũ. Tìm chiều dài của dây dẫn. Biết dây này có tiết diện 0.2mm² và điện trở xuất của chất làm dây là 0.4 x 10 mũ trừ 6 ohm. Vậy thì chúng ta tóm tắt ha. Thời gian là 15 phút, các em nhớ đổi về dây. Tiết diện mm², nhớ đổi về mét vuông. Rồi các yêu cầu của đề bài. Ở câu A, đề bài yêu cầu chúng ta tính số chỉ của A kế, tức là tính cường độ dòng điện qua mặt. Vậy thì chúng ta nhớ đến hệ thức của định lực ohm. Muốn tính được Y, chúng ta phải có U và R tương đương của mặt. Vậy thì chúng ta có U rồi nè. Vậy thì đầu tiên mình sẽ đi tính điện trở tương đương của mạch nối tiếp được 45 ohm. Sau đó áp dụng hệ thức của định lực ohm, chúng ta tính được số chỉ A kế là 0.2A. Chúng ta sang câu B. Công suất của đoạn mạch áp dụng công thức thay số được kết quả là 1.8W. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ A bằng B nhân T, chúng ta được 1620 J. Bây giờ chúng ta sang câu C. Ở câu C, đề bài nói với chúng ta là thay hai điện trở R1 và R2 bằng một dây dẫn thì thấy số chỉ của A kế không đổi và nguồn điện của chúng ta đã có dữ liệu cho rồi là hiệu điện thế không đổi.
chứng tỏ dây dẫn này có điện trở bằng điện trở tương đương của R1 và R2. Như vậy chúng ta có R dây bằng R tương đương bằng 45 ohm. Như vậy chúng ta có R dây nè, chúng ta có tiết diện của dây, có điện trở xuất của chất làm dây. Chúng ta sẽ dễ dàng tính được chiều dài của dây dẫn bằng cách áp dụng công thức đã học ở chủ đề 3. Như vậy thì qua cái bài toán này, cô muốn nhắc các em một điều là khi các em làm bài tập, các em nhớ chú ý đơn vị là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sử dụng những cái dữ liệu đề bài để đi tìm đại lượng chưa có, và chúng ta sẽ áp dụng công thức, chúng ta sẽ tính toán và giải quyết được yêu cầu của đề bài ha các em. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Ở nhà các em nhớ học bài, làm bài tập đầy đủ theo nội dung cô đã gửi và chuẩn bị tốt cho chủ đề tiếp theo là chủ đề 5 có tên là Nam Châm từ trường. Cô chúc các em luôn vui khỏe, chăm ngoan và học giỏi, đồng thời không quên thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần đưa quê hương Long An của chúng ta sớm chiến thắng đại dịch COVID-19. Cô chào tạm biệt các em.